1010 bức tượng trâu, tất cả đều là độc bản bằng gỗ với kỹ thuật sơn mài điêu luyện giáp hay là khảm độc đáo để tri ân Đường Lâm và văn hóa sư đoài. Đó là ý tưởng của họa sĩ, nghệ nhân sơn mài trẻ tuổi Nguyễn Tấn Phát, người được biết đến như là thế hệ nghệ nhân trẻ đang khéo léo kết hợp giữa tinh hoa nghề thủ công truyền thống Việt Nam với các yếu tố đương đại của hội họa để sáng tạo nên nghệ thuật. Từ hiệu ứng của cuộc trưng bày hàng trăm con trâu vào cuối năm qua tại làng cổ Đường Lâm, thì anh đang gấp rút hoàn thiện phần còn lại của bộ sưu tập với mong ước sẽ đồng thời giới thiệu bộ sưu tập này ở cả thành cổ Sơn Tây quê hương anh và thủ đô Hà Nội. Hãy đưa cho Phát một mẩu gỗ, anh ấy sẽ biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật. Người Đường Lâm nói về Phát như thế mỗi khi thấy anh cặm cụi với những sáng tạo độc lạ ở xưởng sơn mài của mình. Mỗi tác phẩm này có thời gian làm từ 15 đến 20 ngày mới hoàn thiện, bởi phải trải qua nhiều khâu: phác thảo trên giấy, nặn đất, đục gỗ, rồi cuối cùng mới là các bước sơn mài cả. Nguyễn Tấn Phát cùng những người thợ của mình đã thuyết phục những nhà sưu tầm nghệ thuật khó tính bằng tình yêu với nghệ thuật sơn mài tinh tế, tỉ mẩn như thế. Mình cảm nhận thì Phát nó có một cái gì đó, tức là nó mộc mạc của làng quê và nó mang cái âm hưởng của cái cuộc sống thời đại. Ý tưởng thực hiện 1010 bức tượng trâu sơn mài của Nguyễn Tấn Phát bắt nguồn từ tình yêu với quê hương và mong muốn tạo ra điểm nhấn du lịch mới cho ngôi làng cổ ở đất Hai Vua. Luôn chăn trở suy nghĩ làm sao để quảng bá văn hóa sứ đoài và hình ảnh làng cổ Đường Lâm đi xa hơn, anh chọn con trâu, biểu tượng của nền văn hóa lúa nước, để gửi gắm thông điệp nghệ thuật. Từ trâu hoa lạc Việt thấm đẫm hình ảnh cổ với hoa văn trống đồng, đến những tạo hình hiện đại với hình khối liền gợi ra nhiều liên tưởng mới mẻ. Mỗi tác phẩm trong bộ sưu tập trâu của anh là một sáng tạo lạ lẫm, riêng biệt. Làng cổ Đường Lâm là một làng cổ thuần nông. Thế nào? Thì đó, khi mà bày tượng trâu ở một làng cổ thuần nông và ngôi làng đó lại là một ngôi làng đầu tiên được Việt Nam công nhận là làng cổ đất Hai Vua, thì tôi nghĩ là rất nhiều những cái yếu tố văn hóa, nghệ thuật nó sẽ tạo lại được một cái hiệu ứng để cho người xem để cảm thấy mãn nhãn hơn. Tâm huyết với nghề thủ công truyền thống, bên cạnh gỗ mít, anh cũng sử dụng gáo dừa làm chất liệu để tạo nên những chú trâu tăng tính ứng dụng. Trâu cổng làng, trâu hóa rồng, trâu các điệu như một mái nhà cổ hay khung cửa sổ. Những tác phẩm của Phát, dù đặt ở đâu, cũng hiển hiện bóng dáng Việt Nam. Chỉ dùng những chất liệu thuần Việt thân thiện môi trường, Nguyễn Tấn Phát gửi đi thông điệp về lối sống xanh trên nền tảng phát huy giá trị văn hóa dân gian, đặc biệt là nghệ thuật sơn mài truyền thống. Năm con trâu ghi dấu bằng những tác phẩm lấy cảm hứng từ trâu và được trưng bày tại chốn làng quê còn lưu giữ nhiều hồn cốt xa xưa như ở Sơn Tây. Những người như nghệ nhân Tấn Phát đang gìn giữ những nét xưa trong nhịp sống hối hả và hiện đại hôm nay. Và trong những phút cuối của chương trình Việt Nam hôm nay thì chúng ta sẽ điểm lại những tin tức đáng chú ý. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả.